All right, guys, it started raining buckets. We're stuck. Just gonna stand in the rain. I'll find my own way back. And yeah, that's the end of the video. We got a nosy neighbor. I don't know. He's asking me if I was a reporter, and then he just didn't say anything else. So don't know what that's about, but we'll find out, I'm sure. Anyways, peace out. I'll see you guys in the next video. Thanks to Norman Bermenteder and Michael Douglas. Peace out from me and Starlin. Gia đình nhà mình này, và 2.770.000 của nhà tài trợ Lopez Pontin, thì là tài trợ cho gia đình nhà mình 2.770.000. Đây con cầm một cục. Dạ vâng ạ. Đó, đếm đi, đủ 2 triệu. Dạ, đến đủ rồi các bạn. Ừ, đấy. Thì con gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ. Con không biết nói gì thì con cũng cảm ơn các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã quan tâm đến gia đình nhà con và các cháu. Mà đã tài trợ cho con số tiền này để các con cho các cháu trong khi đại dịch này thì con không đi làm được. Thật sự là con không biết nói gì hơn ngoài con cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm. Rồi, thế thì với con Bích. 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 Bích cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm gia đình nhà con. Đi. Con cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm gia đình nhà con. Các nhà hảo tâm. Các nhà hảo tâm. Đã quan tâm gia đình nhà con. Thôi để cho chị nói. Chị Trang. Con cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến nhà. Đến gia đình nhà con. Đến gia đình nhà con. Rồi, thế hứa học giỏi nhá. Vâng. Là 4 đứa cố gắng học giỏi nào. Bây giờ mình xin chào. Chào mọi người. Tất cả có hứa học giỏi không? Nói đi. Rồi. Xin chào. Và hẹn gặp lại. Vâng. Bích ơi. Ba vào cho bánh nha. Kéo ngã. Nào, đứng đây này, không nắng nào, ba cho bánh này. Nào, chị chị. Hai chị em bóc ra đi, con bóc ra chiên chị. Ba, bốn chị em. Bốn chị em hôm vừa rồi giãn cách thì ở nhà thì học được nhiều không? Ba không, con đi chị đi. Ba chứ ba bốn chị em có chịu khóa học không? Rồi mẹ có nhà không? Bố mẹ có nhà không con? Có. Bố mẹ có nhà. Thế đi, rồi bà cho quà xong rồi bây giờ đi về nhà ấy nhá. Đi xuống xem bố mẹ nhá. Ôi. À mời chị em vào đây mà ngồi. Bảo bọn mẹ ghé đi con, mấy con. Nào chào mẹ Trang. Dạ vâng ạ. Cháu xin chào tất cả mọi người. Bây giờ từng đứa một tên gì chào khán giả ấy nào, nhớ lại nào. Trang ngồi đây nào. Con chào đi.
Rồi, xin chào mọi người, cháu tên là Ngọc Bích. Xin chào mọi người, tên là Ngọc Bích. À, hôm nay cháu 4 tuổi. Xin chào. Con tên gì? Con nói cho khán giả nhớ lại đi. Tên con đi vào đây này. Con nhìn vào máy đi. Trang. Năm nay con 6 tuổi, con được khóa lớp 1. Đây là con đây mà. À. Con tên là Ngọc. Con 12 tuổi. Năm nay con lên lớp mấy? Con nhìn vào máy quay của ba này. Đấy. Bây giờ 1 tháng rồi khán giả đang muốn hỏi các con. Con. Xin chào mọi người, con tên là Nga, năm nay lên lớp 8. À. Con mẹ của 4 Nga, Ngọc, Trang, Bích. Dạ. Thì dạo này giãn cách xã hội thì cuộc sống như nào? Từ ngày giãn cách xã hội đến giờ thì nhà cháu là hai vợ chồng đều ở nhà ấy. Mà bây giờ con là cháu Ngọc học online ở trên mạng ấy, là cô giáo dạy được 50.000 một buổi. Tháng vừa rồi là con học được 19 buổi là hết 950. Mà thật sự là dịch giã này không đi làm được thì bản thân cháu cũng không có tiền để học với con ạ. Thì đang định bảo là xin cô giáo là thôi không học nữa. Thế bây giờ mà đi học tiếp thì thật sự là không có tiền để đóng cho cô giáo. Ở đây cháu nói thật là ở đây thì hoàn cảnh những người sống ở đây thì ai học cũng khó khăn ạ. Vay mượn thì thật sự là không có ai có kiểu dư giả để vay mượn ạ. Thật sự là hiện tại không biết làm thế nào nữa thật. Thầy Trang, con học Ngọc, con học online ấy thì con có hiểu nhiều bài không? Con hiểu ạ. Con cũng hiểu bài cái gì? Vâng. Thì cô giáo giảng trên lớp thì con cũng hiểu đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ mà mẹ không có tiền mà để cho con học, con ngừng thì cũng hơi phí quá ấy. Có mẹ cố gắng đi vay mượn tạ vai cho con học vài tháng vậy. Dạ vâng. Chứ bây giờ mà để mà con mà nghỉ học thì cũng con nghỉ học thì cũng phí. Dạ vâng. Chúng nó đang ấy bởi bị ngắt đoạn lên thì nó không theo cũng phí cả các bạn nó ấy. Hôm nay nhận quà của nhà tài trợ chưa? Dạ cháu có nhận rồi. Hôm nay có nhà tài trợ như là cô thay mặt cho các nhà tài trợ xuống tặng quà cho mọi người. Thật sự là cháu rất là vui ấy. Thật sự là bây giờ thật sự người ta bảo một miếng khi đó và một gói khi lo ạ. Bây giờ mọi người ở đây rất là khổ mà được các nhà tài trợ quan tâm đến mọi người đây, mọi người rất là vui. Thế là tốt rồi. Tự đòi thì đang đòi mẹ cái gì? Đang đòi mẹ ăn bánh. À con ăn đi. Ăn bánh ngon không? Để ăn bánh ngon không? À. Ăn bánh ngon không? Mới to lên. Thế là bánh ngon gì? Thôi ăn vừa phải thôi, xong rồi bây giờ ăn cơm rồi đến chiều ạ. Con lại ăn tiếp nhá. Thế nào? Là Trang. À, con nói đi, hôm nay con được vào lớp 1 thì. À, con nói đi. Ngồi thẳng lên. Ngọc. Ngồi thẳng ra con. Nga này. Đó. Tất cả 4 chị em sẽ là 4 chị em. Dạ, ngồi đây cho mấy chú. Dạ, ngồi đây con. 4 chị em có hứa là cố gắng học không? Có. Đâu, đi cho chị lao vốn. Đi chị lao vốn. Cho con học. Có thể là đi vay tiền tạm ai đó để cho con học. Con cố gắng nhé, Ngọc nhé. Ngọc. Dạ, con hỏi. Con cố gắng nhé. Không ạ. Con hứa đi, nói đi. Con hứa con sẽ học giỏi ạ. Nga nè. Con đứa sẽ học được rồi. À, con đứa sẽ học được rồi ạ. Rồi, tốt lắm. Nào, con đứa à? Con học được giỏi đi. Con đứa học được giỏi. Ok, hoan hô. À, bà có nhãn đấy, bà cho 4 đứa lên đây lấy đây. Cho Bích này. Chào bà ngoại ạ. Vâng, chào bà. Bà khỏe không ạ? Bà là tôi cũng bình thường, cũng yếu đấy. Dạ. Đây là bác đoàn khám vừa mới chị nhị dung nhị đi bên trái. Bà đi xuống á? Bà đi khám bệnh thì sao ạ? Tôi bị khớp này,
tiểu đường là bị rung nhĩ tim bên trái. Dạ. Thế là rung nhĩ tim bên trái là sao? Dạ. Phải đi uống thuốc, người ta cho đơn đi mua thuốc ạ. Dạ. Không biết là có đỡ hay là không thì tôi cũng không biết ạ. Dạ. Thì bà ốm lâu chưa ạ? Bà bị như thế lâu chưa ạ? Bị là đi khá là đi khám được hơn tháng nay rồi. Dạ vâng. Thế nhưng mà thế ra cầu nào cũng đỡ đấy, nếu không đỡ thì bà lại không dậy được đâu ạ. Vâng ạ. À, Bích. Bà ốm có thương bà không? Có. Dạ. Trang. Dạ. Trang kể nói đi. À. Ngọc. Đấy bà ngoại đấy, bà ngoại ốm đấy. Gia đình vẫn khỏe. Và các cháu cũng rất là vui tươi ấy. Vâng ạ. Đó. Rồi. Và cháu cũng không biết là gì trước khi là biết đến những nhà hảo tâm thì cháu cũng xin cảm ơn cô Lan, là cô là người là đầu cầu kết nối cho mọi người, kết nối mọi người cho phát này đến với tất cả các nhà hảo tâm thì mà các nhà hảo tâm mới biết. Cháu không biết nói gì hơn, cháu cũng chúc cô là rồi không sao có đã tốt. Thì giờ mình sẽ dừng video tại đây và xin chào tất cả các bạn. Mình sẽ quay lại một lượt nhà phao để cho các bạn thấy là rất lâu rồi thì không xuống đây. Xin chào nhé. Và hẹn gặp lại các bạn. Khi có nhà tài trợ nào thì mình sẽ lại xuống đây để tặng quà cho các cô các bác ấy. Xin chào.